tử vi về ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch Bính Dần. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 7 tháng 2 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hanh thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hãy nhấn theo dõi kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ở phía dưới màn hình để luôn cập nhật được những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mà âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quan về ngày 7 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 7 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 19 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Bính Dần tháng Tân Mão năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày Bính Dần thuộc hành hỏa, khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, sát ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tốt thành hỏa cục, xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuổi Dậu. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Giáp Dần, tuổi Nhâm Thân, tuổi Nhâm Tuất và tuổi Nhâm Thìn. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ, cầu thân. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày 7 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi của 12 con giáp trong ngày 7 tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp giáp dương hỏa. Tý âm thủy gặp bính dương hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý sẽ dễ có được tài lộc, sự nghiệp, công việc có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Trong ngày còn có phúc tinh và mãn tinh giáng chiếu, cho nên tuổi Tý có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, quý gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp bính dương hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cắt lành cho những gia chủ tuổi Sửu, nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày có các thần quốc ấn giáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt,
gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần chú ý, cần có hung thần kiếp sát chiếu mệnh sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ tuổi Sửu. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích tình duyên, đào hoa, hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Dần cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày có cát tinh, phúc tinh chiếu xuống bản mệnh, đem lại những may mắn trong công việc. Phúc tinh giáng chiếu tương đương với việc trong ngày bản mệnh có thể xem xét, tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp. Từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Bính Dương Hỏa là tương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mão trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. May mắn trong ngày này có Thái Cực chiếu đến bản mệnh. Đây là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp Bính Dương Hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có mã tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sau mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung sẽ phải bôn ba. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đồ họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế đó đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Bính Dương Hỏa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết các xung đột ảnh hưởng tới tình cảm. Trong ngày còn có cát tinh thiên lộc chiếu đến, là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý còn có hung thần kiếp sát chiếu mệnh sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc lẫn cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ Dương Hỏa gặp Bính Dương Hỏa là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn luôn có những người ở xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần chú ý vì hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật chiếu mệnh, cho nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ, đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận,
Sần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, sức khỏe, tài lộc, đường tình duyên được hanh thông và thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp bính dương hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cắt lành cho những gia chủ tuổi Mùi. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. May mắn cần có kim dư chiếu mệnh, đây là cát tinh phú quý trong ngày, sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Mùi. Đặc biệt để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và gia tộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp bính dương hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thân nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Ngoài ra, có văn xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Bên cạnh đó còn có mã tinh chiếu mệnh là tướng buôn ba tứ trụ, có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung sẽ phải buôn ba. Vậy nên trong thời điểm này, người tuổi Thân đã sử dụng pháp khí phong thủy, tam giáp khai vận, Thân, Tí, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn và bình an. Người tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp bính dương hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Nên trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày, tuổi Dậu có thiên ất quý nhân và thái cực đóng mệnh. Đây đều là những ngôi sao may mắn. Có ngôi sao này, trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Tuy nhiên, nhiều bản mệnh cần chú ý, còn có hung thần kiếp sát chiếu mệnh sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ, tuổi Sửu. Đồng thời, gia chủ nên mang theo bên mình vòng tam giáp khai vận, Tị, Dậu, Sửu để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất xương thổ gặp bính dương hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đau đến hướng. Với những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp bính dương hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Trong ngày có thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để có thể tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 7 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hoặc cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.